Dạ xin mến chào và mến chúc sức khỏe quý cô chú anh chị trên kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh giới thiệu đến quý cô chú anh chị mình một nhà vườn mới ha, nhà vườn của anh Lâm. Địa chỉ ở xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Thì hôm nay ghé nhà vườn để quay clip mới giao lưu đến quý cô chú anh chị mình lô hoa giấy nha. Phôi hoa giấy Mỹ nguyên thủy nha quý cô chú anh chị. Thì số điện thoại liên lạc của nhà vườn anh Lâm thì kênh ghi trên tiêu đề ha, quý cô chú anh chị gọi điện trực tiếp để được hỗ trợ chốt hàng sớm nhất nha. Rồi chào anh. Đó, chào anh. Hôm nay đến nhà vườn em cũng có một số lô giấy Mỹ về phục vụ bà con anh chị em cô bác gần xa. Ông cô bác gì gần xa ủng hộ cho shop em à. Rồi, đọc số điện thoại Zalo luôn. Số điện thoại là 0586 469082 cũng là số Zalo luôn ha. Rồi, vô cây đầu tiên luôn ha. Dạ, em xin phép cô chú anh chị em vô cây đầu tiên luôn ạ. Xem dòng cái đi anh. Giấy hết luôn anh. Giấy hết toàn bộ rồi. Rồi thông số luôn đi anh. Cái này em cũng ghi sẵn rồi, hoành 27, củ 43, đằng bay nó là 95. Hoành đó đây ha. Đó đây. Đúng rồi. Hoành đó đây 27 ha. Dạ. Giá làm sao anh? Là em giao lưu là 800k bao xếp luôn đây. Rồi đổi đi anh. Nhanh nhanh chút này để không kịp giờ. Rồi, với cây số 2 là hoành 21, củ 53, cao 90, cũng 800k luôn ạ. Cây này xử lý giá thể rồi ha. Dạ. Đến cây số 3 là cao 98, hoành 31, sổ đế 43. Em xin luôn giá 700k luôn ạ. Bao ship, bao sống, bao ship cô chú anh chị luôn. Rồi đổi. Cây số 4 nữa. Hoành 21, củ 53, cao 90, củ đế sổ 40. Này xin Zalo 800k luôn ạ. Bao ship cô chú anh chị luôn. Bao sống, bao ship luôn. Quái cái này quái. Đến cây số 5 là hoành 25, cao 120, đế 4, sổ 45, giá 700k. Dính lại liền phải không anh? Liền cái này có một thăng. 700 ha. 700. Rồi lên mã số 6. Máy số 6 này là hoành 21, cao 95, củ 70. Củ đấy gắt quá cái này 1000k bao ship luôn. Triệu hả anh? Triệu. Rồi. Rồi đóng luôn đi. Cây số 7 hoành 90, cao 106, sổ đế 39, giá 500k. Cây số 8 à, con này số 9 này 8 à. Hoành 19, cao 53, 230k bao ship luôn à. Số 8. Số 8. Nãy tiếp theo mã cây số 9 hoành 13, cao 60, sổ đế 39, giá 280k. Tất cả mặt hàng bên em là bao sống bao ship hết nha cô chú anh chị. Cây số 10 hoành 17, cao 90 à,
sổ đế 38 giá 300k, bảo ship bảo sống của chú anh chị luôn. Cây số 11 à, hoành 18 cao 95 củ đế 50 giá 600k. Ừ. Đến số 12 hoành 17 cao 95 củ đế 63 sổ đế 50 à, giá 700k. Đế chân dài lắm nha cô chú. Tiếp theo là cây số 13 hoành 16 cao 115 sổ đế 45 giá 500k luôn cô chú anh chị ơi. Tiếp theo là cây số 14 hoành 20 cao 85 sổ đế 40 giá 600k luôn. Tất cả hàng bên em bán được bao sống học ship hết nha các cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 15 hoành 19 cao 100 sổ đế 40 giá cũng 600k luôn. Theo là cây số 16 hoành 22 cao 65 sổ đế 40 củ 43 650k bao ship luôn. Cây số 17 hoành 17 cao 69 sổ đế 40 giá 400k luôn ạ. Theo là cây số 18 hoành 18 luôn cao 70 sổ đế 40 giá 400k à. Cũ quái lắm nha cô chú. Theo là cây số 19 hoành 19 luôn cao 50 sổ đế 38 giá 350k à. Này chụp bay này cũng bay. Tiếp theo là cây số 20 à, hoành 18 cao 62 sổ đế 38 giá 350k. Tiếp theo là cây số mã 21 hoành 17 cao 82 sổ đế 38 giá 300k. Theo là cây số 22 hoành 17 cao 75 sổ đế 37 giá 350k. Theo số 23 hoành 17 cao 70 sổ đế 40 giá 400k. Tiếp theo là số cây số 24 hoành 16 cao 106 sổ đế 43 cũng giá 400k luôn ạ. Tiếp theo là cây số 25 hoành 15 cao 130 sổ đế 46 giá 400k luôn ạ.
Tiếp theo là cây số 26, hoành 16, cao 130, sổ đế 44, giá 45k ạ. Tiếp theo số 27, hoành 21, cao 130, sổ đế 50, cũ 50, giá 800k. Tiếp theo là cây số mã 28, hoành 20, cao 140, sổ đế 43, giá 600k. Theo cây mã số 29, hoành 17, cao 90, sổ đế 39, giá 350k ạ. Tiếp theo là mã số 30, hoành 14, cao 72, sổ đế 38, giá 300k ạ. Tiếp theo mã số là 31, hoành 14, cao 52, sổ đế 40, giá 300k luôn ạ. Cái này đế đẹp không nhỉ, mấy cô không? Đây, quắn quái quái. Tiếp theo là cái xe mã số 32, hoành 15, cao 70, sổ đế 39, cũng 300k luôn ạ. Con lô này cô cũ quái quái không nhỉ, cô chú anh chị em. Tiếp theo là mã số 33, hoành 16, cao 115, sổ đế 40, giá 350k. Tiếp theo là mã số 34, hoành 14, cao 65, sổ đế 38, giá 300k luôn ạ. Tiếp theo là số 35, hoành 19, cao 72, sổ đế 41, giá 500k. Tiếp theo là mã số 36, hoành 15, cao 70, sổ đế 46, giá 400k. Tiếp theo là mã số 37, cao 72, hoành 20, giá 300k ạ. Tiếp theo là mã số 38, hoành 24, cao 95, giá 350k ạ. Tiếp theo là mã số 39, hoành 19, cao 85, giá 300k luôn ạ. Tiếp theo là cây số 40, hoành 17, cao 90, giá 300k luôn ạ. Số 41, hoành 20, cao 100, giá 350k ạ. À.
Tiếp theo là cây số 42, hoành 22, cao 105, giá 400k luôn à. Tiếp theo là cây số 43, hoành 19, cao 85, giá 300k. Tiếp theo là cây số 44, hoành 23, cao 90, giá 400k luôn à. Tiếp theo là cây mã số 45, hoành 15, cao 85, giá 250k. Tiếp theo là cây mã số 46, hoành 19, cao 94, giá 250k ạ. Tiếp theo là cây mã số 27, 47 lộn, hoành 18, cao 88, giá 400k. Tiếp theo là cây 48, hoành 20, cao 80, giá 400k luôn à. Tiếp theo là cây số 49, hoành 15, cao 75, giá 250k. Rồi em xin kết thúc cuối lớp mã số cây 50 luôn, hoành 23, cao 90, giá 450k. Tất cả bên mặt hàng bên em bán đều bao sóc bao ship cho cô chú anh chị hết nha. Rồi, cô lấy những chính gà bà con cô bác luôn.